Mỹ nào đó. Ok. Dạ, để khỏi mất thời giờ, là con thấy sư này có sư phụ pháp thanh giảng dạy chương trình, còn thì con bây giờ đang giảng dạy cho tuân theo sư phụ pháp thanh. Xin trao mai là cho sư phụ pháp thanh, xin mời sư phụ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Thầy giá, Nam mô Sang Thầy giá. Dạ thì sư thì chỉ đảm nhận cái phần mà hướng dạy về tăng chi bộ kinh. Nãy giờ không biết là trong room như thế nào, thì mời cô Từ Mẫn cho sư biết, chứ sư có chưa mới vô chứ đâu có biết gì đâu. Mời cô Từ Mẫn cầm mai nói cho sư biết ha. Nó mù của thà giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính lãnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, bạch sư Pháp Thanh, hôm nay và ngày mai là ngày của sư bạch sư. Dạ, con xin kính thỉnh sư cho chúng con một bài pháp của ngày hôm nay bạch sư. Dạ, con xin mất lại cho sư Pháp Thanh ạ. Dạ, sư Pháp Thanh có nghe như không bạch sư? Đạo tràng nghe được âm thanh của con không ạ? À? Sa thú, con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Thầy giá, Nam mô Sang Thầy giá. Thì hôm nay thì ta học đến cái câu thứ 68 là du sĩ ngoại đạo. Xin lỗi, xong mà đánh nó ra thành du sĩ ngoại đạo. Giờ sư xin đọc phần chánh kinh. Thì hôm nay là trong cái câu 68 này nó gồm có 7 phần. Hôm nay thì chúng ta chắc học khoảng 3 phần. Từ câu thứ nhất cái câu hết câu thứ ba. 68. Du sĩ ngoại đạo: này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau, có ba pháp, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân,
si. Những pháp này giả là ba pháp. Trong ba pháp này, các hiện giả thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các ngươi hãy trả lời thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? Đối với chúng con bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con, sau khi nghe Thế Tôn giảng, các con sẽ thọ trì. Này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tắc ý, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau, có ba pháp, này các thiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các thiền giả, là ba pháp. Trong ba này, này các thiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các người cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Tham, thưa các hiền giả, là tội đó. Nhưng ly tham là chậm chạp, sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng, si là tội lớn và ly si chậm chạp. Hai, do nhân gì này các hiền giả, do duyên gì tham chưa sanh được sanh khởi, và tham sanh khởi rồi đưa đến tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là tịnh tướng. Với ai không như lý tác ý tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, đây này các hiện giả, đây là duyên. Tham chưa sanh khởi và tham đã sanh khởi được tăng trưởng quảng đại. Thì ở cái câu thứ nhất thì Đức Phật nói là về tham là tội nhỏ, ly tham là chậm chạp, sân là tội lớn nhưng ly sân mau sống, si là tội lớn và ly si là chậm chạp. Thì chúng ta thấy rằng tham đó, quý vị thấy rằng cái tham đó thì nó ẩn tàng, nó rất là vi tế, khó thấy. Còn cái sân á, thì nó thô thiển hơn, nó hiện lộ ra. Thành ra đó, cái sân á, là cái tội lớn, nó có thể hủy diệt đối tượng. Nhưng mà những người mà có cái tâm sân á, thì những người này dễ giác ngộ hơn. Cho nên á, là muốn diệt trừ cái sân á, thì mau chóng hơn là cái tham. Quý vị thấy rằng ví như ở trong đời sống á, thì tham ví như là lửa, mà những người mà bị tai nạn bị phỏng về lửa đó thì nó rất là ít. Còn tham á ví như là nước vậy đó, nhìn bề ngoài nó mềm mại, nó uyển chuyển, nó mát, nhưng mà đó nó sẽ nhấn chìm người ta lúc nào không hay. Cho nên đó là người ta trong đời sống đó, người ta chết vì đuối nước thì rất là nhiều. Còn sân á, tại vì thấy lửa nó phân vân thì mình sợ, mình mau chóng mình tránh né. Thành ra đấy, cái người mà sân á thì hay bị chỉ trích, bị người khác người ta chê trách này kia. Nhưng mà những cái người sân á thì họ có cái tấm giác, họ có thể sửa đổi nó nhanh chóng hơn.
cái tội sân á thì nó nặng nha, tại vì tội sân thì gì, à phạm vào sát sanh rồi gây khổ đau tổn hại cho chúng sinh khác, nó thô thiển nhưng mà nó dễ sửa đổi. Còn cái tham đó là nó nhẹ nhàng, tiềm miên ẩn tàng, giống như nước vậy đó. Nó chảy, nó len qua các cái kẽ, các cái khe lạch, khe đá, những cái chỗ mà là nhỏ nhất giờ này, nó cũng len qua được. Thì cái tham á nó cũng giống như vậy, tức là nó tiềm miên, nó ẩn tàng, khó thấy, nó vi tế hơn hơn là cái sân. Rồi si á là cái tội nó lớn. Vì quý vị học ở trong Diệu Pháp thì cái si phần đó, si phần là nó là cái si á, nó có mặt ở trong tất cả 12 cái tâm bất thiện. Cho nên á cái si á nó là còn vi tế hơn là cái tham nữa. Người ta có thể thấy sân, có thể thấy tham mà khó thấy được cái si. Cho nên là si hay là vô minh, đến khi nào cái vị đó đạt đến thánh quả A La Hán thì mới diệt tận được vô minh, hay là diệt tận trừ được si mê. Cho nên á có thể lấy ví dụ mà giống như cái dấu chân, cái vết chân của con bò. Nếu mà cái con bò mà nó đi qua cái vùng mà đất sinh á, đất mềm á thì cái dấu của nó sẽ in rất là rõ rệt, dễ thấy. Còn nếu mà khi mà cái con bò đó mà nó đi trên cái đất hơi cứng á, thì cái dấu nó mờ hơn, khó thấy hơn chút. Còn nếu mà cái con bò mà nó đi ở trên vùng đất mà cứng đá đó, cái nền đá đó, thì sẽ rất là khó thấy nữa. Cho nên mỗi cái là chúng ta phải hiểu biết cái sự so sánh ở trong đây của Đức Phật. Tham tội nhỏ, nó tham thì ở trong những cái chi như là trộm cắp hay là về cái trạng thái nó là đắm nhiễm, bám líu chấp vào cái đối tượng, nhưng mà nó khó thấy hơn là sân. Rồi si thì nó càng vi tế. Anh này là ảnh chi môn, ảnh ẩn núp ở làm sao để anh thúc đẩy, ảnh xúi dục cho tham. Mà nếu mà khi mà tham mà không được thì bắt đầu nổi sân. Cho nên đó là thường thường những cái người mà ẩn sao người ta thúc đẩy cho người khác làm chứ người ta ít khi nào người ta ra mặt. Thành ra đó cái anh sân với anh tham á thường thường là bị chê trách, nhưng mà cái anh si đó thì ít khi nào mà người ta thấy được. Cho nên chúng ta phải cảnh giác. Mà tham có mặt là mình biết là có anh si ở phía sau. Mà khi mà sân có mặt đó thì mình biết là có anh si ở phía sau, ảnh thúc đẩy. Cho nên cái sự bực bội, uất ức nó mới sanh khởi. Mà khi mà chúng ta dính mắc bám níu vào đối tượng á thì cũng có cái anh si ở phía sau. Tại vì sao? Tại vì mình thấy sai. Mình khi mà tham á nó hiện khởi do mình thấy cái tịnh tướng, tức là mình thấy cái đối tượng nó tốt đẹp. Cái vô thường mình cho là thường, cái khổ đau mình lại nói là hạnh phúc. Cái vô ngã mình cho là có ngã. Chính vì mình sai lầm tà kiến, đây là thân tôi, thân tôi thì đẹp đẽ như thế này thế khác,
à, đây là nhà cửa tài sản của tôi, à, đây là quyến thuộc của tôi, vợ chồng cái cha mẹ của tôi. Đó. Vì cái mình thấy vào cái sai lầm tà kiến, mình thấy vào cái tịnh tướng là cái tướng tốt đẹp. À, một cái người nam vì nhìn thấy người nữ, à, cái dáng dốc như vậy, da dẻ như vậy, à, đẹp đẽ, à, thì người ta mới đắm nhiễm. À, rồi ngược lại, người nữ thấy cái tướng người nam như thế này, à, đẹp đẽ như thế này, người ta mới chấp thủ và dính mắt vô đó. Thành ra cái tham nó mới sầm khởi. Cho nên à, Đức Phật nói là chúng ta à, phải thấy được cái chính gì chúng ta thấy sai lầm trên cái đối tượng. Tại vì cái thân ngũ quẩn này á, à, nó chỉ là thành phần đất nước lửa gió do duyên nó hợp thành, à, không có một bản ngã, không có một người nam, không có một người nữ, à, do nhân duyên nó cấu hợp tạo thành. Rồi đến một lúc nào đó thì cái duyên nó hết thì nó cũng sẽ tan rã. Rồi nếu mà phân tích ra thì thật sự á, phía trong cái lớp da được bao bọc này đó toàn là những vật bất tịnh, là gân thịt, gân xương, tủy thận, à, rồi ở trong cái à, nước mắt, nước mũi, nước miếng, mật đàm, máu mủ, à, toàn là những cái vật bất tịnh không. Nhưng mà đó, vì chúng ta thấy cái tốt đẹp, cái tịnh tướng, à, cái sự tốt đẹp bên ngoài chúng ta dính mắt vô, cho nên tham nó sanh khởi. Thì do cái đó nó làm nhân, rồi duyên do tà kiến sai lầm, cho nên tham chưa được sanh khởi thì nó sẽ sanh khởi. Tham đã sanh khởi, à, tăng trưởng quảng đại. Cho nên muốn diệt trừ tham thì chúng ta phải học tập để thấy được cái chân tướng, à, tức là thấy cái tướng bất tịnh. Do đó mà trong cái vấn đề mà tu tập thì Đức Phật phải dạy quán sát về cái bất 32 thể được trong cái thân này. À, rồi do chướng ngại tướng mà sân nó sanh khởi. Chướng ngại tướng ở đây là gì? Chướng ngại tướng ở đây là do à, những cái mong cầu, mong muốn, à, rồi bị cản trở, à, nó bất tội ý, bất tội nguyện, à, cho nên là bắt đầu cái sân nó sẽ sanh khởi. À, thì à, khi mà chúng ta thấy rằng á, tất cả các pháp ở trong thế gian này không bao giờ nó như cái ý của ta mong muốn. À, mình thì mong muốn luôn luôn thân thể được khỏe mạnh, à, mong muốn được những cái điều tốt đẹp, mong muốn được an vui, mong muốn được hạnh phúc. À, nhưng mà sao? Ở trong thế gian thì sao? Các pháp luôn luôn nó thay đổi không ngừng. À, nó đến rồi nó đi, à, nó sanh rồi nó diệt. À, cho nên khi mà cái an lạc, à, nó đến thì mình vui mừng. Mà khi mà nó có cái trở ngại, chướng ngại nó sanh khởi, à, cái thân nó không được an, à, nó bắt đầu nó bệnh hoạn, à, khổ nó xảy ra, thì bắt đầu mình không chấp nhận. À, tại vì à, mình cứ muốn là nó khỏe mạnh, nhưng mà bây giờ cái chướng ngại nó xảy ra rồi, bây giờ mình không chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh, à, mình bực bội, khó chịu, uất ức, buồn rầu, than khóc cái này thì khác. À, cho nên á, là từ đó mà chúng ta cái sân nó sanh khởi và tăng trưởng quảng đại. À, đó là nhân, là duyên. 4. Do nhân gì này hiện giả, do duyên gì si chưa sanh được sanh khởi và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Cần phải trả lời là không như lý tác ý. Giới ai không như lý tác ý, thời si
chưa sanh được sanh khởi và si đã sanh khởi được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên khiến si chưa sanh được sanh khởi và si đã sanh khởi được tăng trưởng quảng đại. Thì đây chúng ta thấy rằng chính vì vô minh si mê mà chúng ta thấy đối tượng sai lầm, lệch lạc, méo mó, không đúng cái chân tướng, không đúng thực tướng của đối tượng. Cho nên từ đó mà chúng ta chấp vào cái sai lầm đó để bám níu vào đối tượng hoặc là hủy diệt đối tượng. Thành ra đó, cái si là nó ẩn tàng, thì nó làm một cái trạng thái mê mờ. Chính vì chúng ta không hiểu biết, chúng ta mới chấp bám níu vào cái mê lòng sai lệch tà kiến đó. Thì từ đó mà phiền não nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà chúng ta không có như lý tác ý, tức là chúng ta không có trí tuệ để nhìn thấy cái thực tướng của đối tượng, thì chúng ta mới chấp sai, chấp lầm, thì tham sân nó sanh khởi. Cho nên trong đời sống chúng ta phải thực hành có sự hiểu biết, ghi nhận đối tượng, hiểu biết đối tượng đúng theo cái thực tánh của nó. Thì khi mà chúng ta thấy được đối tượng một cách chân chánh qua cái thực tướng của nó đó, thì chúng ta sẽ không có chấp. Do đó là các ngài thiền sư mới giảng rằng tất cả các đối tượng chúng ta không chấp và đối tượng này là tốt, đối tượng này là xấu. Tại vì khi mà chúng ta còn so sánh đối tượng này tốt, đối tượng này cao quý hơn, đối tượng thấp thỏi hơn, đối tượng kia xấu hơn, thì chúng ta sẽ bám níu vào những cái đối tượng cho là tốt đẹp và xua đuổi rực rãi những cái đối tượng mà cho là không tốt đẹp. Cho nên tất cả các đối tượng là đối tượng, chúng ta thấy rõ cái thực tướng của nó, chứ không nên thấy cạn cợt trên cái chế định tục đế. Thành ra đó, cái chúng ta phải có cái như lý tác ý, tức là cái đối tượng nó sanh như thế nào, mình phải thấy đúng thực tướng của nó. Đối tượng này là thuộc về sắc, đối tượng này thuộc về danh. Khi sắc sanh, nhận qua các căn, ví dụ như là mình thấy một cái cảnh nào đó xuất hiện, mình chỉ biết có một cái đối tượng là sắc càng sanh lên, một đối tượng là âm thanh, thì chúng ta nhận biết là đối tượng là âm thanh nó đang sanh khởi. Một cái mùi hương, mùi thơm, hay là hoặc là cái mùi hôi gì đó, thì chúng ta chỉ ghi nhận có một cái đối tượng nó sanh khởi. Rồi nếu mà một cái vị hay là một thân xúc chạm, thì bất cứ một cái đối tượng nào xuất hiện qua các cái chúng ta ghi nhận, chúng ta biết nó chỉ là những cái sắc trần. Rồi ở trong tâm chúng ta, khi mà một cái trạng thái tâm quan, một cái trạng thái tâm an vui, mình biết khi cái tâm mình bực bội, khó chịu, mình biết tức là tất cả các đối tượng nó diễn biến qua cái như thế nào, đối tượng như thế nào, biết như thế đó, là chúng ta có cái sự nhận thức rõ ràng đối tượng, tức là có niệm rõ ràng và có
sự thẩm ghi nhận đối tượng một cách sáng suốt tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta có sự ghi nhận như vậy thì sẽ không có phiền não sanh khởi. Cho nên á, chúng ta muốn có sự hiểu biết, muốn diệt trừ những cái phiền não thì trong đời sống chúng ta phải luôn luôn phải có cái sự như lý tác ý. Khi một cái tác ý sanh khởi thì chúng ta phải biết quán sát cái tác ý này là thiện hay là bất thiện, tác ý này thực hành hay là cần phải diệt trừ. Nếu mà mình thấy rằng tác ý nó là bất thiện, sẽ đem đến những cái tai hại khổ đau, tác ý này nó bị thúc đẩy bởi những cái phiền não, sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau khốc liệt, thì chúng ta nên phải nhanh chóng diệt trừ. Còn nếu mà cái tác ý là thiện, đem đến lợi mình lợi người, tác ý này đem đến ly dục ly tham ly các ác bất thiện pháp, thì chúng ta sẽ thực hành theo. Cho nên trong đời sống luôn luôn Đức Phật khuyên chúng ta phải thu thúc lục căn, tức là chúng ta phải gìn giữ các căn của mình, rồi phải có cái sự như lý tác ý, tức là chúng ta phải thấy rõ thực chất bản chất, thấy rõ tướng của đối tượng, chứ chúng ta không nên thấy đối tượng trên cái tính chất chế định. Rồi chúng ta thấy tất cả đối tượng nó đều chịu chung một cái định luật là luôn luôn thay đổi, và có cái trạng thái là không thể kiểm soát, đưa đến khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta thấy đúng cái thực tướng của đối tượng thì như vậy phiền não nó không có dịp sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta thấy cái đối tượng là tốt đẹp, tịnh tướng như thế này, là người nam người nữ, cái này cái khác, thì lúc đó phiền não nó sẽ sanh khởi, rồi sân hận nó sẽ theo sau. Mà khi tham sân sanh khởi thì có si mê nó ẩn tàng, nó thúc đẩy ở phía sau. Cho nên trong ba cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy về cái nhân của tham sân khởi là do cái chúng ta chấp vào cái sai lầm nhìn lên cái tịnh tướng. Rồi khi mà sân khởi là do cái chướng ngại tướng, rồi si sân khởi là do không có sự như lý tác ý. Cho nên để diệt trừ những cái phiền não thì chúng ta cần phải tu tập vào cái thiền tuệ, để từ từ luyện tập cái sự ghi nhận, cái trí tuệ quán sát trên đối tượng, nhìn thấy đúng thực tướng của đối tượng. Chúng ta nhìn sâu vào cái đối tượng chứ không có nhìn cạn cợt trên cái bên ngoài. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái cạn cợt bên ngoài theo cái tục đế thì phiền não nó sẽ sanh khởi. Còn khi mà chúng ta phải nhìn sâu xuyên thấu để thấy rõ cái bản chất, cái tính chất chân đế của đối tượng, mà muốn có được cái nhìn xuyên thấu thực tướng của đối tượng thì phải có gì? Phải có trí tuệ, phải nhờ phải học mà
rồi quán sát thật nhiều. Qua những cái quán sát về cái thân bất tịnh, về cái 32 thể trược, về tính chất về vô thường, quán về khổ và quán về ngã. Thì chính nhờ những cái kinh nghiệm tu tập lần hồi, khi chúng ta biết được các đối tượng nó sanh khởi rồi nó sẽ thay đổi và nó sẽ đi đến tiêu hoại hay là sanh trụ và diệt, ba giai đoạn của đối tượng, khi chúng ta quán sát thấy rõ như vậy, bất cứ đối tượng là danh hay là sắc, tất cả đều bị phụ thuộc trên cái định luật là vô thường, khổ và vô ngã. Thì từ đó đó, chúng ta sẽ không có sự chấp thủ, và như vậy phiền não không có cơ hội để sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta sai lầm, chấp sai trên cái chế định tục, cái bất tịnh cho là tịnh, cái luôn luôn thay đổi thì cho là thường hằng, cái vô ngã thì cho là hữu ngã, thì như vậy là chúng ta nhận thức đối tượng một cách méo mó lệch lạc, và từ đó thì tà kiến sẽ sanh khởi và chấp vào đối tượng, để rồi phiền não có duyên để nó tăng trưởng, nó sanh khởi lên. Rồi từ cái tham nó trở thành tham ác, vì bám níu chấp thủ vào đối tượng mạnh mẽ quá thì bất chấp thủ đoạn, những cái thủ đoạn ác độc để mà đạt được cái mục đích, trở thành là tham ác. Rồi vì cái sân, nhưng mà để thỏa mãn cái bực bội, cái khó chịu của cái sân của mình, đi đến tàn hại hủy diệt đối tượng, trở thành sân ác. Rồi si mê không hiểu biết, thấy méo mó lệch lạc, trở thành tà kiến ác, và không còn biết hổ thẹn, không còn biết ghê sợ về tội lỗi. Cho nên những cái phiền não này nó tăng trưởng quảng đại, tức là từ tham trở thành tham ác, rồi từ sân trở thành sân ác, từ si thì trở thành si mê tà kiến ác. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Thì trong đây thì còn 4 đoạn sau, thì ngày mai chúng ta sẽ học đoạn thứ 5, thứ 6 và thứ 7, sẽ học vào buổi học ngày mai. Và thì cũng qua cái chánh kinh, và cũng qua cái phần hiểu biết, qua lời dạy các bản chú giải của các vị trưởng lão, thì cũng xin chia sẻ, cũng giải thích với trong đạo tràng những cái hiểu biết thô thiển chút ít. Thì cũng xin mời chư tôn đức trưởng lão, cũng như mời tất cả quý tôn nữ, cũng như tất cả quý vị trong đạo tràng cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm về những cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài, những cái câu hỏi của du sĩ ngoại đạo, thì Đức Phật đã hướng dẫn, chỉ dẫn cho chư tỳ khưu, khi mà nếu mà những du sĩ ngoại đạo đặt câu hỏi về tham, về sân, thì có thể biện luận, chỉ dẫn những cái nhân, những cái duyên để những cái phiền não này nó sanh khởi. Thì trong những đoạn sau thì chúng ta sẽ học về cái cách thức để mà diệt trừ các cái phiền não này. Với phước báo này, kính mong chư tôn đức trưởng lão, pháp thể căn ngang,
cũng kính chúc quý tu nữ như quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết, những cái lời dạy của Phật để nỗ lực thực hành ở trong đời sống, để có trí tuệ dung bồi những cái kiến thức thấy đúng thực tướng của đối tượng, không thấy trên cái tích chế định mà phiền não khổ đau nó sẽ sanh khởi. Và cầu mong tất cả chư tôn đức pháp thể cho ngang, kính chúc quý tôn nữ như quý Phật tử khỏe mạnh an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Mai Giá. Nam mô Sanh Khai Giá. Và con Nguyên Như So, con xin kính thay mặt lớp học, sư Pháp Thanh đã giảng cho chúng con một thời pháp quá là hay như ngày hôm nay bạch sư. Và bây giờ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, sư có thể chia sẻ vài ý. Bây giờ thì đạo tràng mình còn 25 phút nữa, con không thể biết là sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy hay không. Bạch sư, xin sư cho con tín hiệu. Dạ sư. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông cầm mic ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cảm ơn sư phụ Pháp Thanh đã giảng dạy cái bài này, nói về tham sân si thì rất là rõ ràng, nói rõ lên lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lý do và cách ngăn ngừa. Thì nếu mà chúng ta lắng nghe rõ lời sư phụ Pháp Thanh nói đó, và mình ôn bài, những bài mà mình ngó lúc trước cái bài số 68 này đó, thì mình học rồi mình để ý. Là khi mình, tại sao mình thấy tham, mà tại vì mình thấy người đó mình tưởng là đẹp đẽ, ngó con mắt như vậy đó, nhưng mà bởi vì mình thấy cái đó thì đồ gọi là tỉnh tướng, cái gì mà đẹp thân xác của cái người khác phái của mình đó. Nhưng mà cái thực tế của nó là cái bất tỉnh tướng. Cho nên nếu mình thấy cái bất tỉnh tướng, bây giờ mình thấy là Nguyên Như là dược sĩ đó, thì nếu đem thử máu, thử phẩn, thử nước tiểu, thử đàm, thử vân vân, thì thấy không phải là chỉ 5-10 cái bệnh mà ở 100.000 cái bệnh đã nằm trong. Thì cái đó là cái bất tỉnh tướng mà mình không thể thấy được. Mà sư phụ Pháp Thanh nói là cái chân lý tuyệt đối, cái chân lý Paramattha sắc giá đó. Nếu mà mình mà hiểu biết được điều đó thì cái tham nó sẽ không nổi lên được nữa. Rồi nếu mà mình khi mà sân hận thì sư phụ Pháp Thanh nãy có giảng, mình sân hận cái từ tâm mình không có. Cho nên cái mà từ bi hỷ xả là những cái điều gọi là tứ vô lượng tâm đó, chúng ta phải luyện tập. Nói cái miệng thì ai cũng có thể nói được, nhưng mà thực hiện cái điều đó thì đó là một cái long process, một cái tiến trình không phải là nhanh, trừ những cái bậc đại nhân như là Sariputta. Thì ngài Sariputta người ta tưởng đó là người ta, bà ông bị vu cáo là đánh người này người nọ. Nhưng mà sự thật là ổng không có nói là tôi không có đánh, nhưng mà ổng nói là cái chuyện tu hành của ổng như là cái quả đất, đất trái đất, người ta ỉa lên, người ta đái lên thì trái đất nó đâu có phản đối đâu. Thì ổng tu hành là như vậy. Thì sau khi mà ổng nói lên cái điều đó thì Đức Phật cũng nói: này Sariputta, hãy tha thứ cái lỗi của cái người mà vu cáo, nếu không thì cái đầu ổng kia sẽ rơi, sẽ bể ra bảy mảnh. Thì ngài sẽ bố tá dâng lời Đức Phật Thích Ca là tha thứ ông ta, và xin ông ta tha thứ ngài sa bố tá nếu sa tư thấy sa bố tá có tội. Cái tâm từ bi của ngài sa bố tá mà nhẫn nhục mà nói chuyện những điều đó, thì chúng ta đọc chúng ta thấy là rất là kính phục. Vì vậy kính thưa chư vị, chúng ta vào rung vào đây là chúng ta có cái quyết tâm xả bỏ cái thân sanh tử luân hồi này. Tại sao gọi là thân này sanh tử luân hồi? Tại vì nó tham sân quá đi. Thì khi mình làm cái gì mà từ cái động cơ tham ra thì mình sẽ đi vào địa ngục hoặc là trái sanh làm người nữa, để mà nhận cái hậu quả của cái ác bất thiện pháp của mình. Mà nếu đó là cái thiện pháp thì cũng phải tái sanh lại để hưởng cái quả báo đó. Cho nên cái người mà có những cái hành động mà không có sanh cái quả báo, để không mà trở lại sanh tử luân hồi này, thì đó chỉ là cái hành động của những người ở cái tầm bức cao như là Anaham hay là A-la-hán mới có thấy được cái Kriya Chitta, là cái tâm vô tác, cái tâm duy tác. Cái duy tác tức là không phải do
cái lòng tham sân si nó nổi lên, mà cái tâm để mà giúp đời hay là vì cái nhu cầu là chống chống lạnh, là cần cái áo ấm, vì nhu cầu mà chữa đói cho nên cần phải ăn, chứ không phải gì thật. Thì tất cả những cái đó là chúng ta phải học hỏi để thấy những cái chân lý mà Đức Phật Thích Ca đã dạy cho chúng ta, thì chúng ta sẽ theo đó mà hành xử thì mới có thể thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật là rất là hạnh phúc thay cho chúng ta sống trong một cái xã hội mà mọi người là tham lam, thì chúng ta không có tham lam. Sống trong một xã hội mà mọi người đều ích kỷ, chúng ta không ích kỷ. Sống tham trong xã hội mà người sân si, chúng ta không có sân si. Thì những cái điều đó không phải thành tựu trong một giây phút, một giờ, một ngày, một tháng hay một năm, mà do phải một cái tiến trình, mà một cái long process. Mà cái đó là mình phải thường xuyên vào rung học, mà thường xuyên nhìn vào bản tâm của mình, chứ đừng có nhìn vào người khác để mà soi mói, khen chơi, bình luận. Đó là những điều mà Minh Mông cảm thấy sư phụ Pháp Thanh đã rất là khéo léo giảng dạy cái bài trong cái bài học ngày hôm nay. Xin trao mai lại cho chư vị, để chư vị có thể có những câu hỏi hỏi sư phụ Pháp Thanh khi ngài còn ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ni Phật. Xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Con xin trao mai lại cho đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, nguyên như có một câu hỏi con xin thỉnh ý của sư Pháp Thanh ạ. Khi mà mình có một cái vấn đề, nếu mà mình về tham á, thì mình sẽ có cái tâm tham và cái tâm si ở trong đó. Khi mà mình đang nổi giận với ai thì mình sẽ có cái tâm sân và cái tâm si trong đó. Nhưng mà thưa sư, tại sao mà khi mà mình không biết là mình đang sân hay đang tham đó, thì cái tâm si nó lại hoạt động? Mà khi mà cái tâm si nó hoạt động, nó đâu có cần hai cái thằng kia phải nhảy vô, phải không sư? Như vậy là cái tình trạng của cái người mà có cái tâm si đang hoạt động như vậy á, thì tự gì lúc đó nó quá mạnh, hay là tự gì lúc đó cái tham với cái sân của họ đã giảm rồi vậy bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, để giải thích cái câu hỏi này của Huy Như thì sư xin có những cái hiểu biết cũng chút đỉnh này thì chúng xin chia sẻ. Thì quý vị thấy rằng đó, cái người chủ đó, đôi khi người ta làm cái công việc người ta đâu có phải làm đâu. Ví dụ như cái ông chủ, ông mướn một số người giúp việc. Bây giờ có ai mà làm cho ổng bực bội, ổng khó chịu á, ổng đâu cần phải ra tay với người đó đâu. Ổng xài mấy người đệ tử ra mày xử nó cho tao. Không? Thì mấy người đệ tử sẽ làm cái công việc đó. Hoặc là ổng muốn cần lấy những cái món đồ đó, đâu cần lại tới tận nơi để ổng lấy đâu. Nói lại mày lấy cái đó cho tao coi. Đó. Thành ra đó, có những cái pháp là trưởng, nó sai khiến, nó thúc đẩy những cái pháp khác là thực hành. Nó lớn mạnh rồi nó dẫn dắt những cái pháp khác. Nhưng mà có những cái pháp nó ẩn tàng. Ví dụ như bây giờ ông vua ở trong một cái quốc độ, ông vua ổng đâu cần phải thân chinh ra trận đâu, ổng chỉ cần ổng sai quân lính, bộ binh, tượng binh, xa binh gì đó, ra để đánh với quân thù. Ổng chỉ ngồi trong cung vàng sai khiến thôi. Ổng cần lấn chiếm những cái lân quốc, cần thu tóm những cái tài sản làng mạc, thì
ông vua cần đâu cần đi, ông sai binh tướng của ông đi tàn cướp bóc. Đó, thành ra đó cái si á, hay là cái vô minh á, là nó nằm nó ẩn tàng phía sau, à nó không có lộ diện, nhưng mà nó chỉ huy cho mấy cái thằng này làm. À, nhưng mà đó, khi nào mà chúng ta học hỏi, nhờ có cái sự học hỏi phân tích ở trong nhiều pháp thì chúng ta mới thấy. À, chứ còn nếu mà không có nhờ cái sự phân tích cái lộ trình tâm đó thì chúng ta không thấy được cái tầm vô minh hay là cái si mê. À, cho nên á là Đức Phật mới nói á, là cái si á, là nó rất là nguy hiểm. À, thí dụ như một cái cây, à cái si mê giống như là cái nguồn cội của cái cây đó, còn tham và sân chẳng qua là như là cành nhánh tàn lá thôi. À, bây giờ mình muốn diệt một cái cây mà mình tới mình chặt mấy cái nhánh, cái tàn lá đó, cái ngọn đó, thì sao mai mốt mà nó cũng mọc trở lại nữa. À, cho nên á là cái gì mà Tư Đà Hàm đó mới giảm nhẹ được tham sân ở cái dạng thô, rồi vị A Na Hàm đó thì mới diệt được tham sân và đến đạo quả A La Hán, thì lúc đó đó mới đào bứng tận gốc rễ cái căn cội, diệt tận được vô minh, thì lúc đó mới phiền não mới hoàn toàn chấm dứt. À, cho nên á là khi mà mình muốn diệt một cái cây, à người ta nói là nhổ cỏ thì phải dọn nhổ tận gốc. Nếu mà mình chỉ dùng cái dao đó mình phạt sơ trên mặt đất thôi, hay là quý vị thấy trời nắng đó thì cái cỏ nó chết, nhưng mà nó chỉ chết ở trên phần trên thôi, chứ còn cái gốc của nó, cái rễ nó, củ của nó vẫn còn ẩn tàng ở trong lòng đất á. Thì chờ khi trời mưa xuống điều kiện phù hợp thì nó lại là bắt đầu nó đâm chồi, nó ở dưới đất nó trỗi dậy, nó mọc lên đó. Thành ra đó cái vô minh và ái dục nó là những cái lậu hoặc, nó tiềm ẩn từ nhiều đời nhiều kiếp. À, rồi bây giờ nếu mà khi nào có một cái đối tượng khả hỷ khả lạc, thích ý vừa lòng thì nó sẽ nhảy ra. À, bình thường á, mình đâu có thấy được cái tham, nhưng mà khi mà một đối tượng mà mình cho là đẹp đẽ, thích ý vừa lòng, một đối tượng mà mình cho là khả hỷ khả lạc đó, thì bắt đầu cái tham nó liền trỗi dậy. À, giống như là những cái rễ đó còn ẩn tàng, bây giờ gặp một cơn mưa thì bắt đầu nó sẽ nảy mầm, nó trỗi dậy. Rồi cái sân cũng vậy, tôi đâu có sân, à tôi đâu có sân đâu, trời ơi tôi đâu có khi nào cũng sân. Nhưng mà khi có một cái chướng ngại, cái pháp chướng ngại nó sanh khởi lên, thì lúc đó bắt đầu sao bực bội khó chịu, những cái lời nói, những cái hành động thô tháo nó diễn ra. À, nhưng mà lúc đó nếu mà mình không có học thì mình cũng không hiểu biết được cái pháp bất thiện nó đang sanh khởi, mà mình chống chế. À, đâu phải tự nhiên tôi khùng hay tôi sân, tại nó, tại người này, tại người kia, tại người nó làm vậy tôi mới bực chứ. Không, thành ra đó có đôi lúc những cái phiền não nó sanh khởi, nếu mà chúng ta không có trí tuệ chúng ta không được, chúng ta sẽ đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác. Còn khi nào mà chúng ta đã có trí tuệ, chúng ta học hỏi, chúng ta thấy được. Thành ra có nhiều người nói sao hồi đó con chưa tu, con thấy sân, thấy tham, mà càng tu con càng thấy sao mình sân quá, sao mình tham quá. Bị gì hồi được trước đó mình không có trí tuệ. Cái phiền não mình cho là bạn bè, mình đi chung nó,
mình đâu có thấy nó là kẻ thù, nó là tai hại. Cho nên khi mà mình bị nó dẫn dắt, mình bị che án mê mờ, thì mình đâu có nhận thức được là thiện hay là bất thiện, đúng hay là sai, những pháp nào nên thực hành, những pháp nào phải tránh xa, những cái nhân nào đem đến lợi ích an vui tốt đẹp, những cái nhân nào là xấu xa đưa đến khổ đau đó. Thành ra đó, nhờ phải có trí tuệ, chúng ta học hỏi, tìm hiểu, suy tư, rồi chúng ta thực hành thì mới phân biệt được. Giống như hồi trước kia đó, người ta chưa có chế tạo được cái kính hiển vi, chưa chế tạo được những cái công cụ khoa học để mà thấy được những cái con virus, những cái con vi trùng, hay là những cái công cụ để mà thấy được những cái khối u, những cái tế bào ung thư ở trong cái thân chúng ta. Rồi nhờ phát triển được những cái công cụ, người ta thấy được cái bệnh này là do cái loại vi này, loại virus này, cái tế bào này nó gây ung thư là do cái nó phát triển không bình thường như thế này, thế này, thế này. Thì cái si mê tà kiến thì giống như là chúng ta chỉ nhìn cả này. Khi mà có trí tuệ, giống như có những công hiển vi hay là những cái công cụ khoa học để chúng ta có thể nhận thức, chúng ta thấy được, để từ đó mà chúng ta loại trừ, diệt trừ những cái mầm mống, những cái nhân nó đưa đến đạo. Thì cũng xin giải sẻ với Quyên Như một vài cái ý hiểu về cái giữa về cái tham và sân, và cái ẩn tàng phía sau là si. Có một bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá, và con xin kính tri ân sư Pháp Thanh. Và bây giờ cũng khuya rồi chứ Quyên Như cũng còn rất là nhiều câu hỏi bạch sư. Con thấy thời gian cũng gần tới giờ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối ngày hôm nay ạ. Con xin kính thỉnh sư. Phavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba bhutan upavena sadaso thi bhavang tu te phavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba dhamma upavena sadaso thi bhavang tu te phavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba sangha upavena sadaso thi bằng đây tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thương ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quang hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, can bận thầy tổ an vui lâu, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha vô.
Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Duyên vào ngày mai là tối thứ ba và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Dạ, Nguyên Như trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.